Bây giờ mình hiểu thôi, ông nội ơi, ngầu nó bị lương hồ nữa đó. Tôi ngồi để muốn cái gì? Cái mình biết thì mình biết thì mình không ngồi thì mình làm sao mà lương hồ nữa. Giờ người muốn về phần giải thoát thì tạo công đức tôi về, tôi biết đường tôi về thôi. Còn bây giờ không biết là gặp mấy ông thầy bữa nay biết đi 10 cánh chùa để tạo này tạo kia để giải thoát, trời nó chuyện mình không biết đi theo ổng là nhân quả lương hồ chứ còn gì nữa, thấy không? Hỏi tiếp đi. Dạ, xin hết. À, xin thầy cho tôi hỏi nãy thì thầy có nói là người tu thiền tâm thì một là giải thoát, hai là phải quanh lại dòng tộc, còn các cái kia đóng cửa vậy, ai đóng cửa những cái đó và chéo gì dòng tộc mà thầy nói là có bốn dòng tộc trên thế giới này, thì xin thầy nói rõ hơn sao lại có bốn dòng tộc. Xin một quốc gia có bốn dòng tộc trên thế giới, một quốc gia mình có bốn dòng tộc rồi, còn cái gì nữa? Có nghĩa là ai đóng những cái cửa đó, tức là khi mà người tu thiền tâm á, tự mình đóng với ai đóng? Hồi đó mình không biết á, mình đi chùa này cái cầu niệm Phật giảng sanh ha, rồi mình không biết á, mình nói giờ lên Thượng Đế. Nhưng mà giờ biết thiền tâm được cái chỗ này nó còn năm quy lực trong hồi, mình đâu có làm cái gì rồi lên đó nữa. Tôi không còn làm thuốc mà tôi không cần cầu nữa, thì là cái chữa đó người ta đóng rồi, tự mình đóng lại. Còn mình bây giờ mình mở, mình muốn giảng sanh thì làm công đức. Giờ chỉ biết là tôi muốn về Phật giới thôi thì chỉ làm công đức. Phước đức tôi không còn làm nữa, nhưng mà rủi có làm cũng không sao. Rủi làm ham muốn mới có nhân quả, làm mà không ham muốn thì không có nhân quả, nên nhớ một cái chỗ đó, phải hiểu cái chỗ này cho rõ. Nó hay lắm. Rồi cứ hỏi tiếp đi, thắc mắc cứ hỏi tiếp đi. Cũng như là bốn cái dòng tộc đó, xin thầy trả lời là bốn dòng tộc sao lại mình thấy cái cảnh trận này thì nhiều họ nhiều dòng tộc mà sao lại có bốn cái dòng tộc ở trên cái quốc gia này không? Vậy là dòng tộc gì ở đâu? Thầy nói rõ hơn. Nước Việt Nam mình là 100 dòng tộc. Ở năm họ mà có chia ra bốn dòng tộc thôi, cái đó ông Phật ông nói mỗi một quốc gia đều có bốn dòng tộc thôi chứ không phải nhiều đâu. Thì mình nên nhớ bây giờ một dòng tộc đó thì mình tạm lời nó chia 25 dòng họ đi đó, còn truy cái này thì để tôi thành Phật rồi tôi trả lời tôi nói vậy. Rồi hỏi tiếp luôn. Lần này cho hỏi thăm là ngày xưa Đức Di Lặc Phật Phật không có đẹp tới cảnh giới là rơi vào bể tánh không? Chưa, ông mới đạt được bí mật thiền tông thôi. À, chưa có ai đạt tới cái cảnh giới mà gì? Duy nhất chỉ có ông Sa Lợi Phất nhìn được Phật giới thôi. Ha, trong bệ tử Đức Phật, mà từ lúc đó cho tới bây giờ chỉ có ông đó nhìn thấy thôi. Và muốn nhìn tới cái Phật giới đó thì nó phải có là một vị Phật bữa siêu đại thần lực thanh tịnh thiền có công đức mới nhìn được. Còn bây giờ thôi mình cứ đương theo cái huyền ký mình học, mình học thôi, mình biết được căn bản rồi muốn thấy thì từ rơi xuống dựng vô trung tâm vận hành rồi thấy liền, Phật nhãn mở ra mới thấy được. Còn nếu mà không có một vị Phật bữa thanh tịnh thiền thì không, Phật nhãn không mở được. Mà cái này Phật nhãn mở là nương theo cái thanh tịnh thiền của Đức Phật, chứ không phải là một đơn giản đâu. Bây giờ ai nói thấy này thế kia là người ta lừa mình đó, không có đúng đâu. Nha. Bởi vì tại sao tôi dám nói là trong này á, nước Việt Nam mình thiền sư giả 100%. Tại tôi dám nói vậy, tôi nói dám nói lên mạng. Còn nếu người nào mà nói thiền sư thiệt là đây là đấu chắc tôi, hoặc là mời tôi đến tôi nói cho nghe. Không hiểu đâu cái bài nguyên tắc vật lý. Đâu tôi thấy các cái vừa rồi đây nè, các cái thiền viện mà nó đã sai rồi. Thiền viện mà nó đã dụng công tu mà làm sao thành Phật được. Rồi cái tu viện cũng vậy, ví dụ là cái nơi dụng công tu lại lục dụng công thì làm sao mà thành Phật được. Chùa vật lý cũng không thành Phật. Chùa thiền tông thì may mắn lắm, 1000 người có một người, có người thành thôi, nó cho biết như vậy. Thì tông mang danh đàng hoàng đó, nhưng mà chưa chắc là ấy được. Bởi vì nên nhớ rằng khi mà truyền thiền đã có nói câu rồi, 100 người chỉ có 5 người đi tới thôi, còn bao nhiêu người rút lui hết.
Thì ở đây là Đức Phật mình nói là cũng cảnh cáo cho mình đó. Nhưng mà còn nếu mình là 100 người, nãy 25 người truyền thì đi hết, quyết chí đi hết, đừng rút lui thì đi hết. Còn đây có vài người cái thôi mình về ở nhà ông xã chữ quá mình rút luôn đó là. Rồi con hỏi tiếp là dạ, có một con thầy ông phái lỗ ban á, là ông nhờ con hỏi giùm là ông phái lỗ ban mà phái gọi là bùa chú á thưa thầy, là ông hay cứu người ta á, là ông hay đốt cái này cái kia cái nọ á, là để cho xuống cho người âm. Thì ông nghe thầy nói là trong dòng tộc thì không mờ cũng ăn, mà còn hỏi là đốt những cái đó có được hay không, ví dụ như là con bị tai nạn xe máy, ông kêu là đốt chiếc xe máy có cần đốt thêm xăng cho nó hay không. Anh nói là chúng ta đang còn thầy là ông chiên luôn có xăng hai người mà cái trầm giảng là nhập vào tàu đó là nhập vào tàu cũng biết là nhập vào tàu là đấy thằng bánh đi đó là đã tôi nói rồi đã tôi xin dùng cái đó mình nói thì nó quá đáng chứ ông đi lừa chứ ăn cái gì. Bây giờ cái nguyên tắc á, ví dụ mình nói mình cúng, ví dụ nhà cha mẹ mình chết mình cúng đi, cúng mấy 49 ngày thôi không nghĩ cúng hoài, rồi mấy ngày không cúng lại ăn, một năm nó có cái đám giỗ, rồi 365 ngày á, 364 ngày ăn đâu. Nếu vậy là nếu mà nói cha mẹ mình phải cúng hoài, mà tại sao cúng có một ngày? Đã khi á thì bây giờ nè, một cái người mà làm loài ngạ quỷ á, nó đi xuống vô nó mới phân tích được hai cái chỗ. Vô nó 49 ngày cho lựa đó, không phải 49 ngày là phải là chỉ có con người mà nằm ở trong cái loài ngạ quỷ á thì mới được quyền lựa 49 ngày này. Bây giờ vô dòng tộc vô không? Vô thì phải có lực á, giống như mình ở đây mà gọi là có cương lĩnh nội quy đàng hoàng vô. Sách đi đâu thì phải đi đó, còn không chịu mình ra mình đường mới ở. Dòng tộc là vậy, không là một vị, là một vị thần chủ dùng chứ không có nhỏ đâu. Dòng tộc mình là một vị thần chủ dùng á. Thành ra mình vô đây mà mình không chịu làm thì thôi mình đi ngoài đường á. Thì ra đường thì muốn ăn lúc nào ăn dễ ở. Có nghĩa là cái nhà đó người ta nấu á, người ta quán người ta nấu nó bay hơi ngoài, không có chịu vô nhà đâu, đứng ngoài ta hửi là xong rồi. Dòng tộc mình về vô ông bà, mình về cha mẹ mình vậy. Ví dụ mà còn ở trong dòng tộc mình thì mình nấu ra, ông bà lại đứng nó nấu chung với mình, hửi cái là xong đi. Còn cái chuyện cúng thì nó chiếm đổi rồi mình bài chơi với gì, với bà ông bà đâu quấy đâu. Cúng rồi lên đợi nguội ngắt lời ra cái gì nha. Bà muốn ăn cái lợi nhà bếp còn ngửi chút. Không phải dòng tộc mình có chút xíu. Trong dòng tộc mình là cái hệ thống gia đình, hệ thống dòng tộc là ta muốn đi đâu ta đi. Mà ta không phải ăn như mình, ăn theo tứ đại, mình ngồi ăn ở tiếng hồ quá rồi. Mấy giây là xong rồi. Mà mình nấu một bữa cơm ở trong phải nửa tiếng hồ, một tiếng hồ trong tầng gì đó. Còn mấy ổng mà tổ chức này thì ổng rành quá nè. Ông đi lừa ta chứ làm gì rồi. Đốt xe đốt cổ ai xuống dưới vậy trời ơi. Có xe nào giống mình ở đây giờ tôi cúng anh cái xe tôi đốt. Anh xài được. Không được, nó chỉ là bậy chứ. Mà người ta sống bằng cái điện từ âm dương, người ta đi bằng trong cái tốc độ rất nhanh. Có nghĩa là từ đây bên Mỹ trong vòng nháy mắt người ta tới rồi. Đi bằng điện từ mà đưa cái xe nào xách cái xe này xuống sau đi. Xe này chạy qua khỏi cái biển Thái Bình Dương không? Ta không hiểu. Còn mở rồi mình nếu không sao nó lừa lừa người ta lừa đâu. Nhưng con xin hỏi ạ. Cái môn thiền tâm là nói là thiền tâm là không dụng công, nhưng trong cái cuốn sách mà con mới nhận về thì trên góc sách có đề một câu là thiền tâm không dụng công,
nhưng không hẳn là không thiền. Vậy thì xin chuyển giả hãy giải thích cho chúng con. Cái quyển sách nào nói? Dạ, trong một cuốn sách con mới lấy về đây thôi, con mới nhận ngày kia thôi, và trên một góc sách nhưng con không nhớ tên quyển sách đó, tại vì con mới nhận nên con không nhớ, là có đề một hàng chữ ở trên là thiền tông không dụng công nhưng hẳn là không thiền, không hẳn là không thiền. Do tác giả nào nói? Thì cái đấy con không để ý, tại vì cái tập sách đấy là con nghĩ là tất cả trong chùa này ra. Dạ. Thiền tông đã tôi nói căn bản rồi nè. Bây giờ tôi nói nếu mà dụng công có nghĩa là mình khởi động một chút xíu là bị nhân quả rồi, mà dụng công sẽ được. Mà bây giờ ban đầu viết có thể là kêu bằng biểu mình thanh tịnh rỗng lặng hành tri, cái đó là cái tánh thật của mình. Hồi đó mình không biết, mình biết đó mình nói vậy thôi. Bây giờ mình biết tánh thật của mình nó là vậy chạy đó. Nó thanh tịnh rỗng lặng thì chuyện của nó. Dạ, con nói cái này ấy, là con cũng là muốn là con hỏi cho rõ. Bởi vì là trong cái cuốn sách đây thì con mới nhận tại chùa đây về từ ngày hôm kia. Thế ngày hôm nay là con quay lại trả lời câu hỏi, nên là con lại có thấy một hàng chữ ở trên khắp một quyển sách thôi. Nhưng do là nó vội nên con chưa không biết rõ quyển sách nào. Thì ghi rõ là thiền tông không dụng công nhưng hẳn không hẳn là không thiền. Nên là con muốn hỏi ý này. Mai bà em lại rồi cho thầy. Cái thanh tịnh của mình nó là tự nhiên rồi đó, tự nhiên thiền rồi đó. Cái thanh tịnh đó là mình gọi tiếng người Việt Nam nó là thiền đó. Cái thanh tịnh đó là nó thiền mà. Mình xem vô chữ thiền là nó bị giấy động liền ha. Còn cái không dụng công này là thì mình nói cho tiếng bình dân, có nghĩa là thiền tâm đừng có làm cái gì hết á, mà chỉ có ba cái chuyện phải làm: muốn về Phật giới, tạo công đức và biết công thức. Đó là thiền tâm bây giờ đi sâu vào, khi công bố quyền ký ra thì ba cái vế này mới được quyền nói ra, chứ trước đó là không được quyền nói. Bây giờ nếu đã dụng công vừa mà kéo cái giòn rồi là tạo nhân quả rồi, vừa khởi điểm nam mô là có nhân quả rồi, thì làm sao vừa khởi suy nghĩ là có nhân quả rồi, thì không phải là thiền tông, hiểu chưa? Còn cái mà cái tánh thật mình nó là tự nhiên thanh tịnh, như vậy nó thanh tịnh nó là thiền rồi, nó mới hiểu không? Nó phải hiểu vậy. Còn tất cả những người viết về sách thiền bây giờ rất nhiều, nhưng mà họ không hiểu thiền tông. Mà bây giờ tôi viết ra 10 cuốn sách này, nó sự thật đó, cũng không hiểu thiền tông luôn. Là sao? Dẫn người ta đi vô từ từ. Ông Phật ông dạy ta 495, ông nói dẹp hết đi, 455 dẹp hết đi. Rồi ta chửi ông điên rồi. Nếu mà lần sau mà ông không dạy từ từ 45 năm này, thì làm sao ông dạy cái thiền tông này được. Thì bây giờ cái công bố nguyên ký này không thể mới mà công bố được liền đâu, mà phải nói từ từ, nói cho người ta hiểu đã đi rồi biểu dẹp đi, buồn hết đi. Thì sau cùng ta biểu nhất tự thiền là gì? Buồn, không có làm gì hết. Thì cái đó có hiểu không? Dạ, không hiểu. Và cho bác xin được hỏi câu thứ hai ạ. Là khi mà mình thức thì không sao, nằm xuống chưa ngủ đâu, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, là trong ký ức mình ấy là như có người nói chuyện, mà mình cũng trả lời trong ký ức luôn. Thì hiện tượng đó có phải là vọng tưởng không ạ? Không, cái đó không phải vọng tưởng đâu, mà là cái trong tạp thức mình á. Dạ. Mình thông vô tất cả, mình thu, mình giống như bây giờ mình giống như mình có cái thể nhớ đó, chép đầy đủ, nó không phát ra lúc nào phát. Cái đó là sự thật chứ không phải vọng tưởng đâu. Mà tất cả những cái đó nó trồi ra là gì? Nó cái lực nó mạnh quá, nó trồi ra thì mình chỉ thấy vậy thôi, chứ không phải vọng tưởng. Xin mời hỏi tiếp. Mình tu thiền tông mình hiểu cái nguyên tắc này về lập đạo, thì ông thần chủ thế giới lập, ông thần chủ quốc gia đem đạo về cho quốc gia tu, ông thần chủ dung lập gia đình để cho người ta cúng.
đó là nguyên tắc. Thứ hai nữa đó, trong cái đất này mình máy động cái gì là bị luân hồi. Tất cả của hỏi là vô tất cả các chùa, các thầy tu lớn cỡ nào, hỏi với thầy tu cái gì, ông trả lời liền, nó tu niệm Phật hoặc là niệm chú hay là hay ngồi thiền vậy đó. Thì cái đó nó là theo cái quy luật vật lý, ngồi thiền ông muốn cái gì, muốn giải thoát không được. Giải thoát là không phải đi con đường ngồi thiền. Còn nếu mà niệm Phật á, không phải ngồi nữa, không Phật ngồi đâu đây niệm ở, mà phải nhớ trong Phật của mình. Phật của mình muốn luân hồi hay là muốn về, muốn về phải đi theo con đường về, muốn đi nữa thì đi theo con đường đi về. Bởi vì đầu tiên đã tôi có nói, nếu mà nắm được tập quyền ký rồi, ai mà kêu mà cảm nhận được quyền ký rồi, ai hỏi gì không sợ. Còn nếu mà không có tập quyền ký này, nói ra nó bể họng mình cái là mình đứng đứng cứng ngắc. Ở bây giờ hỏi hiểu thiền tông thì tôi cho bể. Còn nếu mà không hiểu thiền tông thì thôi, nói thôi ông, mấy ông thầy bùa ông nói cái mình thua ông luôn á, ông thấy này thấy kia. Nhưng mà nói nếu mà ông thầy bùa ông đó, tôi nói cái đó ông thần là hôm nay này, hôm nay mấy tuần trước đây có cái mấy anh là tôi ông thầy ông Thích Di Lực á, ông ngồi thiền ông không thấy này kia đâu. Tôi nói nó là ông thần á, ông đứng dậy ông bỏ về đi, ông đứng dậy ông đứng cãi, ông không hiểu cái hiện tượng, bất cứ hiện tượng gì trên thế giới này do ông thần ông làm. Bên đây là cái đất của ông thần là được làm quyền hiện tượng lạ. Còn con người là quản lý vật chất, thần quản lý tâm linh, phải nắm cái rõ cái này. Nó thì đừng có bây giờ ngồi đó mà niệm Phật, niệm chú, niệm Chúa chỉ có Phật thần hết. Mình có lên dị dụng lên, nhưng mà cái nguyên tắc muốn đi lên đó thì niệm Chúa hoặc niệm Phật đúng như vậy không? Niệm Phật nhưng mà phải là phước. Chứ ngồi đó niệm đi, niệm đã đi không có lên được. Do cái phước mình mới đi được. Giống như Ngọc chủ niệm là nhớ nha. Ví dụ giờ cô muốn đi Mỹ, ngày nào cũng mơ mộng đi Mỹ đó. Nhưng mà cô không có đồng bạc dính túi, cô đi được không? Không được, bắt buộc cô phải làm ra có tiền. Thì đi Mỹ được mấy ngàn đô thì phải có đủ mới đi. Còn muốn lên cõi Phật, cõi Chúa gì đó cũng thể, cũng phải đúng có cái phước đức, cái tầng đó mới lên được. Người ta không hiểu, rồi cứ ngồi đó ngồi niệm riết rồi chụp khu lại riết đâu về đâu vào đó. Muốn thì phải có cái lực mới đi mới được. Lực là gì? Tiền hoặc tài gì đó. Còn muốn về Phật giới thì không đem cái tiền này được, đem công đức đi về. Muốn về Phật giới phải đi vào con đường này. Nó rất rõ chứ đâu phải vậy. Mà tại vì bây giờ thì ta có cắt nghĩa cái này thì ta mới hiểu. Chứ ngày xưa người ta cãi lộn muốn được. Tôi nói muốn về Phật mà lúc đó mà quyền ký công bố chưa công bố ra thì nói là không ai tin á. Nó cãi rồi mới về nói tiếng nó cãi 200 tiếng thì thôi mình là mình đứng dậy đi cho rồi chứ. Bây giờ muốn hỏi bình tĩnh hỏi thì nói cho kìa. Mà nói khoa học chứ không phải là nói chết mơ hồ. Rồi thôi bây giờ thì cứ tiếp tục hỏi thì còn sớm á, tiếp tục hỏi. Chào các thân nhân. Các cho con hỏi hai ý. Cái thứ nhất là cái khi mà tấm Phật còn ở trong tam giới, ở trong Phật giới mà kim thân Phật chỉ là đi muốn lớn như kim thân Phật thì đi vào trong tam giới luân hồi cho đủ là mới về được, là tạo ra công đức mới về được Phật giới. Thì vậy khi con người mình mà chưa luân hồi đủ trong một tam giới mình có về Phật giới được không ạ? Cái thứ hai con muốn hỏi là cái con số mà 84,000 cái bông bóng ảo đó Đức Phật lấy từ đâu ra? Xin cảm ơn Đức Phật nhanh. Không phải đâu, không phải đi đúng vậy. Nếu mà vô á, bây giờ nó vô nó khó rồi cho này. Vô nó quên hết những cái chuyện gì rồi đi đã rồi mới chán ha. Từ cái chán rồi mới muốn về Phật giới. Thì coi cái quyển cái số 9 á là ông Phật Thích Ca đi đã rồi đó. Mà ổng là ổng ít nhất là ở Tháp Tỷ Nam. Còn mấy ông kia nói là cả
mấy chục tỷ năm chứ không phải 7-8 tỷ. Có nghĩa là vô đây á, là mình quên đi, mình quên đi, thành ra cứ cái tánh người nó cứ dẫn đi hoài, nó rồi đi đã rồi tới một có một ngày nào mới sực nhớ lại thì mới mong mà về được. Nhưng mà muốn về được thì phải có cái người chỉ, con thầy chỉ mới về được, chứ không phải muốn về lúc nào về đâu. Mà nên nhớ đó, bây giờ muốn mà nó không có rồi là sao? Thế là 10.000 năm mới có một lần, mà chưa chắc mình hơn nó, mình sanh vào cái dục mà gọi là thiền tông nó phổ biến ra. Còn có nhiều người hơn nó thiền tông phổ biến ra mà họ không chịu về, thì suy nghĩ đi, xung quanh đây có ai chịu về không? Mà đêm mình Cà Mau, Cần Thơ, Hà Nội đâu, Vũng Tàu, chứ còn xung quanh này không ai chịu về. Mà nó chửi ra đâu, không biết tà. Từ sau kể nó chửi kể ra. Còn mà nãy cái câu thứ hai đó là cái ý thứ hai là 84.000. À, 84.000 bây giờ nè. Con có thấy muốn biết cái đó 84.000 không đó? Con đổ cái bột xà bồng vô trong cái bong bóng á, con bốt một cái nó ra bao nhiêu? Trái tim mình nó vậy, con bốt một cái nó ra vậy á. Thì ông Phật nó 84.000 là ông cũng tưởng tượng nói thật ra ông đâu có điếm được đâu. Mình giống như con đổ xà bồng nó trong cái bọc thôi, con bốt một cái nó ra quá nhanh mà là phải đếm đâu rồi. Thì ông dùng con số 84.000 nói cho nó trọn số cho nó vui vậy thôi, chứ còn là phải đếm. Thì cái lực của mình á, cái tỉnh thấy của mình á, muốn thấy thì phải cái bọc máu này nó bóp mới thẹt cái anh kia mới hoạt động được. Thì bóp ra cái nó ào quá trời con bóng vậy đó, lên 84.000 cái đó. Nó đi qua cái ảo giác này nè. Cái mà cái sự sống mà nó không cái tim mà không bóp á, thì cái tánh thật không hoạt động được, tánh người không hoạt động được. Đó, thành ra nói 84.000 là để cho thuận con số cho nó vui thôi, chứ đâu ai biết được cái này. Ông Phật cũng có tay luôn, giờ ông nói ông là có ông ở đây, tôi hỏi ông có chắc chắn không? Ông nói gì thì nói những cái gì tôi nghe, chứ còn nói chuyện này thôi, nói cho vui thôi. Là tôi hỏi tiếp đi. Xin chào thầy và ban quản trị Đường Thiền Tông, cho con hỏi một câu. Dạ. Là cái trung âm thanh của mình tan rã ở trung tâm vận hành luân hồi trái đất hay là trung tâm vận hồi tam giới? Trung tâm vận hành của tam giới thì phải trái đất. Trái đất thì nó có trung tâm, nhưng mà ra được cái trung tâm thì nó thoát ra được ngoài cái không gian của trái đất, nó đi vào trong không gian của tam giới.